Ngày mai, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 76 năm ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Qua 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết 765, công tác huấn luyện trong toàn quân đã có sự đổi mới toàn diện, mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đó là tiền đề quan trọng để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện nghị quyết 765, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo huấn luyện toàn diện các đối tượng, cả lực lượng bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dự bị động viên, dân quân tự vệ trong huấn luyện luôn quán triệt sâu sắc phương châm cơ bản thiết thực vững chắc cơ bản thiết thực chất lượng coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu các cơ quan đơn vị đã chủ động xây dựng chuẩn hóa chương trình huấn luyện đào tạo cho các đối tượng có tính hệ thống huấn luyện toàn diện chuyên sâu theo hướng nâng cao trình độ năng lực của toàn quân lên một bước mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng đối tượng lực lượng tăng tỷ lệ thời gian nội dung thực hành huấn luyện đêm huấn luyện cơ động lực lượng huấn luyện theo các phương án tác chiến vùng miền bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo, kịp thời điều chỉnh thích ứng linh hoạt hiệu quả trong phòng chống dịch bệnh, tích cực giao lưu, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, hội thi, hội thao với quân đội các nước. Toàn quân xác định nội dung biện pháp huấn luyện phù hợp, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện toàn diện cả bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, quân nhân dự bị và dân quân tự vệ. Kết quả huấn luyện các nội dung có tỷ lệ khá giỏi tăng từ 3% đến 7% so với trước khi thực hiện nghị quyết 76 năm cùng với đó toàn quân coi trọng huấn luyện khai thác làm chủ bắn các loại trang bị khí tài có trong biên chế tăng cường huấn luyện cơ động giã ngoại gắn huấn luyện diễn tập với các sư đoàn bộ binh đủ quân và các quân binh chủng ngành chất lượng diễn tập các cấp các ngành được nâng lên rõ rệt